Dạ em xin chào quý vị khán giả yêu mến. Thì hôm nay em bón cái đài công tâm sáng hôm nay. Đó, thì ngày 7 tháng 4 2024 chủ nhật. Đó, số 20 đầu tiên nha anh chị, số 20. Số tâm lam. Đấy, nam tà thôi nha anh chị, 94. Số 11 lúc này số nó thừa hay ra nó anh chị ơi, đã bác để trong cũng thừa hay ra số 11 đó. ba số một 17 39 48 53 63 72 81 08 59 35 26 02 này thừa Thiên Huế nha anh chị, đại phụ quê em nha, gọi là đại phụ 21 03, hồi số đây chơi ngược về 449 nha anh chị, nam 449. Rồi để em treo cái này sau. Rồi, cảm ơn quý vị anh chị xem video của em nha. Có gì anh chị ở khu vực tỉnh Quảng Ngãi mà nhưng mà anh chị nó đi ngon quốc lộ 24B này đó, anh chị ghé mua tại dãy số em nhỏ cây xăng vào Tịnh Đông, cô nhân qua đường kế sinh đường cái thuốc bác nha anh chị, nhân qua đường này kế sinh đường bên kia đó, đối diện quán cà phê xanh đó, cây xăng kia ở đây chỗ em bón đây nha anh chị. Rồi cảm ơn quý anh chị rất nhiều đã ủng hộ xem video của em nha, chúc anh chị may mắn nha, chiều hôm nay nha tặng bài gõ cửa gia đình quý vị nha.